Em chào các bác, đây là em Lâm đây, lại quay bán bếp từ các bác đây. Thì hôm nay em có một số mẫu bếp ngon bổ rẻ, thực tế là rẻ như cái bếp nào mà thậm chí rẻ hơn cái bếp nào ra đi mua đấy. Thì nhà em thì chưa những dòng bếp cao cấp, thì trong lô nó về thì nó có một số những con bếp bình dân đấy, thì em muốn bán cái giá bình dân cho các bác đấy. Thì năm nay hàng về khó khăn đấy, bắt buộc là phải dồn lô chứ không mua mổ được. Thế là về lô thì nó có những con vít, có những con quả, có những con bình dân, thì em sẽ quay những con giá rất là bình dân. Những chiếc này thì các bác mua bên ngoài giá rất là cao, nhưng nhà em thì bán rất là rẻ, bởi vì em chủ yếu là bán bếp vít thôi, bếp quả em bán rất là rẻ. Thì em vào em xin một chút thời gian quay qua cửa hàng nhé. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Tân Văn Shop, địa chỉ tại Cầu Giàn, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Hiện tại thì đuôi số 433 tức là do em là chủ cửa hàng giờ cầm máy và kiêm bán hàng luôn. Số đuôi 066 thì mấy hôm nay bị quá tải hàng, thì hôm nay em sẽ thêm đuôi 433 để trực tiếp bán hàng luôn cho các bác. Các bác cần tư vấn cái gì có thể điện luôn trong hai số, phục vụ bác 24/24. Những ngày cận Tết này thì điện lúc nào cũng nghe máy, trừ 1 giờ đêm ra không nghe, điện đến 11 giờ đêm vẫn nghe máy bình thường. Đấy, thì em vào luôn máy cho các bác luôn để không làm mất thời gian các bác nữa. Hàng thì nhà em ship Bắc Nam, thì hiện tại thì bên Viettel người ta làm đến 26 Tết người ta mới nghỉ, thì nhà em cũng bán hàng đến 26 Tết mới nghỉ đấy, các bác cứ yên tâm. Đấy, em vào bếp luôn. Đấy, em bật bếp này. Đấy, tắt bếp này, bật bếp này, ở dưới này con này là lúng xoay vô cực ba bếp. Đấy, dùng rất là đẹp luôn, ba màn hình độc lập luôn, bếp bên này thì ăn màn hình bên này độc lập luôn. Đấy, bếp công suất cực lớn luôn, 3 kg một bên. Đấy, một bên 2,5 kg, một bên 3 kg, có cả hồng ngoại. Đấy, có cả ô hẹn giờ rất là tiện cho các bác luôn. Đấy, có thể dùng cả phím trên. Đấy, đấy, hẹn giờ hẹn trước các kiểu này, hẹn giờ này, đấy, hẹn giờ hẹn trước các kiểu cho các bác đầy đủ hết. Đấy, đấy, hẹn giờ thì mình cứ để nó chạy, đến giờ nào thì mình dừng lại. Đấy, rất là tiện. Đấy, bếp chạy 3 kg, ăn điện 200V đến 228V ở Việt Nam. Bác nào khu vực điện áp cao từ 235V đến 240V bắt buộc phải mua cục hạ điện nhà em, giá là 650.000. Đấy, em xin phép tắt bếp này đi, em bật sang bếp này, bởi vì thời lượng quay video em cũng rất ngắn nên là sẽ quay rất là nhanh. Đấy, bếp thì vừa mới dọn xong. Đấy, chưa quay, chưa lau ký, em mới chỉ lau qua lên video bán luôn. Thì xong video này ngày mai thợ em sẽ lau ký. Đấy, bếp rất là nhạy luôn, lúng xoay là lúng xoay vô cực nhé. Đấy, không điểm dừng, lúc xoay vô cực luôn. Đấy, cũng hẹn giờ hẹn dung thì hẹn trên này. Đấy, sẽ tự động chạy giờ. Đấy, chạy giờ dừng giờ nào thì mình chạm lại này, 3 phút chẳng hạn là mình chạm lại luôn. Đấy, lướng nhất các kiểu là điểu luôn. Con này thì lò lướng to thôi rồi luôn. Bật như nào đây? À đây, lướng rồi. Đấy, đây là lướng luôn. Đấy, con này nó rất là nhiều chức năng, con này nó chuyên dụng để lướng. Lò lướng này bao cho bác đút lửa con gà. Đấy, nó lướng đút con cá 5 cân không sống đâu. Đấy, cho ba thích đồ lướng. Đấy, hồng ngoại thì dùng phía trên. Ui. Đây, hồng ngoại đây. Đấy, bật lên hồng ngoại xong chuẩn bị sáng luôn. Con này thì cực đẹp luôn. Đấy, tâm la quay mặt kính này. Đây, em nước lon chút đây, các bạn quay mặt kính này. Mặt kính như con này tương đối là đẹp luôn. Đấy, mặt màu trắng sứa, các bạn lui sang một chút. Đấy, máy rất là đẹp. Đấy, ngày mai thì em có thời gian lau ký được. Đây, mới dọn giếc xong, dọn từ bên trong xong. Riêng con này em bao cho các bác nào, mạch zin, đồ đạn zin, không động mũi hàn. Nếu như mà mạch em mà động một mũi hàn thì chỉ cần động một mũi hàn thôi, thì khẳng định luôn em sẽ tặng cái bếp này và tặng thêm 10 triệu cho các bác về ăn Tết luôn. Đấy, riêng nhà em nó bán hàng nó phải như vậy. Riêng bếp từ ấy, cốt yếu nhất là người thợ phải dọn cái này sạch. Cái mạch mà không sạch ấy thì cái bếp có đẹp đến mấy thì cũng mất đi luôn. Đấy, riêng nhà em bao các bác mạch tháo bên trong ấy, em khẳng định luôn mới nào thì cái mạch cũ em như vậy luôn. Nhà em dọn bếp thì có biết em dọn rất là kỹ luôn. Chất lượng bếp em đảm bảo luôn cho các bác. Đấy, full 3 màn hình hiển thị cho 3 bếp. Đấy, lướng này, hồng ngoại này. Đấy, dùng hai bên từ này, hẹn giờ 3 ô, độc lập rất dễ dùng luôn, như cái bếp ga luôn. Đấy, giá rất bình dân. Đấy, em quay luôn cái video này em này. Giá trước là hiện tại nhà em bán là giá là 3.500.000 đồng bằng đúng cái bếp ga, 3.500.000 đồng. Đấy, giá trên
các bác được quyền thử ở nhà em chạy thoải mái, thăm bếp thoải mái, kiểm tra thoải mái, ưng thì lấy. Còn các bác nào ở xa tin tưởng cửa hàng nhà em, vô tư thì mua. Đấy là giá đấy là em, giá em không bảo hành. Đấy em chỉ cam kết là đồ đạc zin, keo chỉ em vào mới hết. Các bác yên tâm là không sợ gió nước không dưới, keo chỉ toàn bộ là vào mới tinh luôn. Đấy các bác yên tâm là dùng 5, 6 năm không phải sợ gì cả. Bên em vệ sinh rồi. Còn giá bảo hành nhà em bán là giá là 4.500.000 đồng. Đấy bác nào thích mua giá bảo hành thì mua, người thích mua giá thợ thì mua, tùy các bác. Đấy giá thợ thì đồng nghĩa các bác phải chịu rủi ro. Đấy hỏng tự chịu. Nhà em bán hàng thì phải rõ nét luôn. Đấy còn còn trách nhiệm bảo hành em nhận thêm 1 triệu thì em bảo hành cho bác 6 tháng. Đấy rất ngon bổ rẻ. Các bác nào đang tìm hiểu bếp từ, đang muốn trải nghiệm sang bếp từ Nhật thì bỏ ra số tiền nó rất là thấp mà mình được trải nghiệm luôn. Đấy sau này mà mình không thích nữa mình bán đi thì mình không lỗ luôn. Em khẳng định các bác bán cái này thì không bao giờ lỗ luôn. Đấy 3.500.000 đồng cho chiếc này, bếp âm 3 bếp size 60. Đấy bao zin toàn tập. Đấy giá đây, gọi cho em 2 số, số lạ cũng được. Đấy, đều nghe máy và đều trả lời cho bác hết. Đấy 3.500.000 đồng. Đấy bao zin toàn tập. Đấy bao test tại nhà, bác nào ở xa tin tưởng thì mua. Đấy không tin tưởng thì thôi, mua bán là phải vô tư. Đấy còn bảo hành nhà em thì thêm 1 triệu là 4.500.000 đồng. Đấy em xin phép kết thúc video đây, chào các bác.